bay rút em khơi để đi bay chăm tới yên yên à mà chạy nhỏ nè nó chạy mà rồi khơi khơi chiếm đây là đang làm cúng dẹp nha các bạn. Vào cái mùa vào rằm tháng 10 có lễ hội gọi là lễ hội ốc âm bóp. Đây chỗ cúng dẹp tiếng Âm chưa kêu là âm bóp. Đây gạo nếp, nếp đặc biệt của sinh nhật giá lên, rang lên xong rồi giá. Ủa mày cái đó là gì vậy? Cái đứng vô bác Lì quay. Yeah. Con muốn làm, con muốn làm. Đó, đi, đi.